gián tiếp qua vùng lưng. Cho cái L4 là 5F1 chịu chắc chắn có vấn đề thì nó mới kéo tiếp xuống dưới lưng. Đấy, nên như vậy để hiểu cái nguyên lý mình tại sao mình tê cả nửa người thôi. Chúng ta bản thân là giải quyết xong cái này, giải quyết xong cái này thì các vấn đề khác tự hết. Xoay người nghiêng không chị lại không bật một phát lại luôn ạ. Người không dậy, người xoay nghiêng, người dậy không bật phải.